Rồi, xin chào anh em. Đây là bạn Hưng này. Hôm nay thì bạn Hưng đã lắp xong rồi thì mình quay lại một chút trải nghiệm. Đây là trước màn hình này. Thì anh em nhìn thấy cái góc bên này không? Nó mỏng dí luôn. Đấy, và đây là những cái chi tiết nó sát luôn. Đó. Rồi, và bây giờ mình sẽ đi một đoạn trên đường. Bây giờ bạn Hưng bạn nghe nhạc gì đấy đi. Đấy, mình có thể nghe nhạc gì đấy đã. Đúng rồi, bấm ra để ông nói. Thôi cứ từ từ. Đấy. Rồi, bạn có thể đọc và nghe nhạc gì đấy. Nghe nhạc trẻ. Rồi, đấy, nhạc trẻ hiện ra này. Đúng rồi, đi thẳng. Đúng rồi, thử cam thì bạn là xi nhan phải hoặc xi nhan trái. Đó, đây là rẽ trái này. Thì sẽ nhìn được thấy là cái chiếc xe này luôn. Đấy, nhìn ở đây. Đấy, cái lốp này. Đó. Rất là tiện luôn. Rồi bạn xi nhan phải của mình nhá, sau rồi bạn là đây. Đấy, anh em thấy nước không? Vừa mới chạy qua đoạn nước. Đấy, ví dụ bạn đi qua cái đoạn này mà thấy là hai bên mà hẹp ấy thì bạn là ấn cái nút này này là nó ghép cả hai bên. Đấy là cảnh báo nguy hiểm ấy. Là nó ghép hai bên. Đó. Rồi, đoạn nước này bạn chạy chậm một chút rồi mình quay cho anh em nhìn nước ở dưới này. Rồi, dừng lại, dừng lại, dừng lại. Ok, đấy là anh em nhìn thấy à, nước ở dưới đường. Đi nào anh nhỉ? Rồi, đấy đi thẳng thôi, đến nơi rồi. Rồi, bạn có thể làm chỉ đường đi, mình đi về đâu. Đấy, chỉ Chỉ đường. đường về Hồ Tây. Đấy, là bản đồ Google Maps nó sẽ hiện ra để mình đi về Hồ Tây. Đấy, rất là tiện mà mình không cần như trước đây mà bạn cần phải đấy, bạn đi thẳng luôn. Bây giờ xong rồi đúng không? Đấy, thì bạn không cần phải cầm điện thoại lên để bấm bấm nữa mà mình thấy là ra lệnh giọng nói thì nó sẽ nhanh hơn. Đúng không? Rồi bây giờ bạn mà đi tỉnh ấy, bạn hay đi tỉnh nào thì bạn đọc là dẫn đường. Để nó có cái cảnh báo tốc độ thì cái đấy cũng hay. Rồi, bạn dừng lại đây. Rồi đấy, bạn thực hiện hộ mình nhé. Dẫn đường đi đâu đấy. Dẫn đường đi Cầu Giấy. Đó. Là cái này là nó có cái cảnh báo tốc độ đây này. Đấy. Là số mình chạy đây là số mà nó giới hạn thì tùy đoạn đường. Đó. Thế rồi đây chia đôi màn hình thì bạn bấm vào đây. Sau này bạn sẽ bấm vào cửa sổ này để nó chia ra được thêm cái cửa sổ nữa. Đây là mình có cả cái này đây. Tiện, Rồi. nhìn nó tiện. Đúng rồi, nó kiểu như là mình đi tỉnh ấy, nhiều lúc là một bản đồ mình không không tin ấy. Đấy thì mình zoom nhỏ nó lại thì mình thấy được cái quãng đường. Cái này nó hay là chắc là nó có cảnh báo tốc độ à cảnh báo tắc đường này, những cái khúc mà mình có thể né được. Còn cái này thì nó lại không biết được. Rồi, muốn thoát ra thì đây. Đó. Rồi ngoài ra thì bạn có thể tải thêm mấy cái ấy ở trong cái CH Play này. Đấy, thích tải gì thì tải thêm. Nhớ là đăng nhập. Đấy thì bạn đừng có cần hỏi gì nữa không thì mình sẽ trả lời cho. Kiểu như Tạm thời thì các chức năng em cũng nắm được rồi, thì có gì em sẽ liên hệ em minh Ok. sau. Ở đây thì có thể bấm vào đây cũng để có thể ra lệnh được giọng nói này. Đó. Thế còn K360 thì chủ yếu là mình có thể khi mà mình xi nhan nó mất ấy, thì mình có thể bấm trên màn hình. Đó, mình bấm sang bên trái hoặc bấm sang bên phải để mình xem. Mình bấm ra sau hoặc là mình bấm ở giữa xe thì nó ghép hai đầu. Đó. Thế còn là muốn coi lại video đã ấy thì bạn bấm vào đây. Bấm vào cái máy quay này. Là những cái video mà mình đang đang đây là cái video nó đang vừa quay xong rồi nó chưa có. Là những cái video mình chạy trên đường thì nó sẽ ghi lại hết toàn bộ. Ok. Đó, bây giờ bạn là có thể là chúng ta sẽ tap sang bên phải. Đó. Đấy, nó có đánh lái theo vô lăng luôn. Đấy, những cái đoạn này là khó này, đấy. Bên phải vẫn còn nhiều. Đúng không? Bạn thấy công nhận là khi mà mình có mình Này chậm tiện chậm mình tiện, đúng không? nhớ
lúc này không thể nhìn được bên phải kìa. Rồi, ok. Đây, bạn Hưng cho mình dừng xuống đoạn này nhá. Xong hết rồi đúng không? Vâng. Rồi, cảm ơn bạn nhá. Em ra trái về được không? Đúng ạ, về được rồi. Bây giờ bạn về đâu? Em ra lại đường Phạm Hùng nói. Rồi, dừng lại. Đây, bây giờ mà về đâu đã? Về đâu mình xác định về đâu thì mình chỉ cần gọi nó ra thôi là về mình... An Dương. Đấy, An Dương ở Hồ Tây đúng không? Đúng rồi. Rồi, gọi luôn. Chỉ đường về An Dương. Coi đúng không nào? Đây là nó chỉ đường. Nhầm. Chỉ đường An Dương ở ở đâu? Tây Hồ. Đây, đọc lại Tây Hồ. Chỉ đường tới An Dương Tây Hồ. Thấy nó chính xác hơn, có thể An Dương thì nó có nhiều chỗ An Dương đúng không? Đúng. Nhưng mà nếu mà đọc thêm chút nữa thì Google nó hiểu ra rằng là đấy, Tôn Thất Thuyết này. Đấy. Ok. Thế thôi. Cảm ơn anh em đã ủng hộ nhá. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Thì đây là cái chiếc xe MGZS để anh em tham khảo trước khi mà lắp đặt để xem thử là nó có hợp lý hay không. Đó thì trải nghiệm một chút thôi. Rồi, bye bye anh em.